tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Bà y tá trưởng cho đến bây giờ vẫn nghĩ như thế. Noriko thì thoạt tiên không hề có chút thiện cảm nào với ông bác sĩ mới đến. Nhưng ngay từ tuần đầu cô đã có dịp phụ mẫu cho Naoe, cô đã phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tinh vi và chính xác cách làm việc của anh. Cắt ruột thừa là một phẫu thuật tối đơn giản, chẳng có gì khó khăn đối với bất kỳ một bác sĩ phẫu thuật nào, huống hồ đối với một phó giáo sư trong bệnh viện của trường đại học. Nhưng tài ba của Naoe không phải ở chỗ đường khâu nhỏ và gọn gàng, mà thậm chí cũng không phải ở chỗ toàn bộ cuộc phẫu thuật được hoàn thành đúng trong vài phút. Ở đây không có một động tác thừa, không bao giờ con dao mổ ấn xuống một cách ngập ngừng, không bao giờ một động tác đã bắt đầu lại ngừng lại ở giữa chừng. Những ngón tay dài và thon của Naoe giống như những cơ chế cực kỳ chính xác, bao giờ cũng đặt đúng phốt vào cái nơi cần thiết. Noriko là một nữ y tá chuyên phụ mổ, cô đã được chứng kiến không ít những phẫu thuật, nhưng chưa bao giờ cô được trông thấy một sự hoàn mỹ như vậy. Naoe ít khi mở miệng nói gì, nhưng đã nói thì chỉ đi vào cốt lõi của những điều cần nói. Các bệnh nhân, kể cả những người không biết gì về cái quá khứ dễ dàng của anh ở trường đại học, cũng đều đánh giá được rất nhanh những phẩm chất ưu tú của người bác sĩ phẫu thuật mới. Phải, Naoe có một kỹ thuật thực sự tài hoa, không ai bì kịp, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ quặc với những người chung quanh. Hình như anh chân thành quan tâm đến các bệnh nhân, nhưng đồng thời dường như lại giữ một khoảng cách khá xa với họ. Sự lãnh đạm của anh làm cho Noriko lo lắng, nó gây lên trong lòng cô một mối e ngại mơ hồ, hầu như bất tự giác. Hai người đã trở thành gần gũi ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Từ quán cà phê họ đưa nhau đến quán ăn rồi về khách sạn. Nhìn từ bên ngoài, mọi sự có vẻ như thế. Naoe lôi cuốn và quyến rũ Noriko, nhưng thật ra mặc dù anh không ngờ, anh chỉ lăn theo những đường rầy do Noriko đặt sẵn. Noriko không còn là một cô gái ngây thơ thiếu kinh nghiệm. 3 năm trước đây, khi cô mới tốt nghiệp trường y tá, Noriko đã quen với một thanh niên hơn cô 5 tuổi. Anh ta làm trong một hãng buôn và hai người gặp nhau hoàn toàn do sự tình cờ. Noriko gặp anh ta vào một hôm anh ta đến khám bệnh. Và vào một ngày đẹp trời, anh ta đã dùng sức chiếm đoạt Noriko một cách thô bạo. Cuộc gian díu của họ kéo dài nửa năm, rồi sau đó anh ta được đổi đi Sendai và những quan hệ giữa hai người bị đứt đoạn. Nói chung, ngay từ đầu đã có thấy rõ rằng đối với anh ta, đây chẳng qua là một trò giải trí. Và Noriko thề với bản thân là từ nay đến chết sẽ không bao giờ gian díu gì với đàn ông nữa. Thế nhưng bây giờ, cô không sao tưởng tượng là mình lại thiếu Naoe được. Ngay cả sự chờ đợi và khắc khoải những khi Naoe trễ hẹn, mà đối với Naoe thì đó là chuyện thường xuyên, cô cũng vui lòng chịu đựng. Noriko nhìn đồng hồ đã 6:35, quán cà phê do ở tầng hầm, nên nhìn qua cửa sổ, cô chỉ thấy những đôi chân bước trên vỉa hè, những đôi giày cao gót, những đôi guốc thuyền, những đôi ủng cao, thỉnh thoảng lại thấy lướt qua một cái gấu vái dài. Đôi khi có một đôi chân tự nhiên dừng lại, rồi sau đó quay chiều và vội vã đi ngược trở lại. Naoe xuất hiện ít phút sau khi có một chiếc vái dài kèm theo 3 đôi giày đàn ông lướt qua cửa sổ. Vẫn như những lần trước, anh không hề nghĩ đến chuyện giải thích lý do chậm trễ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn và phanh áo choàng ra. Anh vừa gặp bà y tá trưởng, Naoe thông báo. Đi một mình à, đi với Kaoru Uno. Ở đâu? Đằng kia ở ngã tư. Họ không đến đây chứ? Noriko lo sợ. Không đến đâu, họ chuyển sang bên kia đường rồi. Naoe hất hàm về một phía nào đấy, bên cửa sổ. Em thấy hình như cô ta hơi nghi ngờ. Naoe gọi người hầu bàn lấy cà phê. Đấy, như hôm qua, em vừa đi trực về thì có tiếng gõ cửa của Sekushi. Bà ấy đến hỏi xem đêm qua có chuyện gì. Naoe lặng lẽ lấy thuốc lá châm hút. Nhân thể bà ta cũng hỏi có phải anh uống rượu trong phiên trực không? Thế em trả lời ra sao? Em nói là em không biết rõ lắm, nhưng theo em thì không. Naoe thở khói ra, môi chỉ nhích lên một chút trong một nụ cười khó nhận thấy. Sau đó bà ấy lại hỏi Kaoru và hình như cô ta đã mắc bẫy bà ta phun ra hết. Thế đây, Naoe mỉm cười ngạo nghễ, chẳng có gì để mà cười hết.
Bà y tá trưởng đã mách hết như bà vợ bác sĩ trưởng. Noriko giận dữ cao mài. Nhưng trong giọng nói của cô chứa chan một âm hưởng âu yếm. Bà ta mách cả chuyện anh với em nữa. Noriko nhấn mạnh ba tiếng anh với em một cách đầy ý nghĩa. Chà chà, Noriko bối rối. Thế bà ta mách những gì? Naoe hỏi. Một cô hầu bàn đến đặt một tách cà phê trước mặt anh. Đã từ lâu em nghĩ không biết có nên dọn ra khỏi chung cư hay không. Noriko cúi đầu rất khẽ. Dĩ nhiên ở đây tiện mà rẻ, nhưng quá nhiều những kẻ ác miệng, em không chịu nổi nữa đâu. Naoe im lặng ngồi nghe. Em sẽ thuê một căn phòng ở chỗ nào gần gần một chút. Bao giờ em cũng chưa biết. Em chưa nhất định. Khi nào em quyết định thì cho anh biết. Anh sẽ đưa tiền. Em kể chuyện này không phải vì mục đích ấy. Noriko đỏ mặt và giận dỗi ngoảnh mặt đi. Ừ thì thôi, hôm nay em rỗi chứ. Dân, đến nhà anh đi. Em không làm phiền anh chứ. Không đâu, không có gì phiền lắm. Noriko nhìn thật thẳng vào mặt Naoe rồi gật đầu. Không động đến tách cà phê, Naoe cầm lấy mảnh giấy tính tiền để trên bàn và đi ra bàn theo thủ quỹ. Nhà Naoe ở trong một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh lạ lùng. Cách không bao xa dãy phố Tamgawa nhộn nhịp, căn hộ của anh thuê có hai phòng, một phòng khách nhỏ bày biện theo phong cách châu Âu và một căn bếp đồng thời dùng làm phòng ăn. Căn bếp này đủ các thứ bát đĩa son nồi, mặc dù Naoe thường không ở nhà ăn và không bao giờ tự nấu lấy ăn. Trong phòng khách, sàn trải một tấm thảm, trong góc đặt một chiếc bàn thấp, một bên tường đặt chiếc đi văn, bên tường đối diện kê một chiếc giường. Khi Naoe và Noriko vào nhà, Noriko toan đi vào căn bếp để đặt ấm trà, nhưng Naoe nóng nảy ôm lấy cô, Noriko dùng ra. Trà thì để sao cũng được, Naoe lại kéo Noriko vào lòng, chiếc áo dài tuột xuống sàn nhà. Naoe bế Noriko lên tay, đưa nàng về phía giường. Thường ngày giống khô khan và dè dặt, hôm nay Naoe tìm đến thân thể Noriko với một dục vọng cuồng nhiệt bất ngờ. Lòng Noriko tràn ngập một nỗi hổ thẹn pha lẫn một niềm khoái lạc vô bờ. Anh tắt đèn đi, cô gian sinh, người cô dúm lại vì ngượng ngùng, mặc dù cô biết rõ hơn ai hết rằng gian sinh tuyệt nhiên không có nghĩa là sẽ được chiều theo. Noriko ra đời ở Niigata, học hết trung học ở đấy, rồi sau đó mới lên Tokyo, và da cô trắng như vẫn thường thấy ở những người sinh trưởng ở vùng tuyết. Tuy trong bề ngoài có vẻ bé nhỏ và mảnh khảnh, Noriko khi cởi quần áo ra tuyệt nhiên không gầy gò chút nào, người cô đầy đặn một cách bất ngờ. Naoe nhìn không rời mắt làn da trắng của cô đang ửng hồng lên dần dần đến mức gần như ngã sang màu biếc, và Noriko cảm thấy cái nhìn của anh đặt lên người mình tưởng có thể bốc cháy lên vì xấu hổ, giá có thể dùng ra và bỏ chạy, nhưng thể xác của cô không sao phục tòng ý nghĩ ấy được. Trong ái ân, những cử chỉ âu yếm của Naoe có một cái gì đó vô tư và minh mẫn khác thường. Đôi khi Noriko bàng hoàng sợ hãi, cô có cảm giác như bị phơi bày ra giữa ánh sáng ban ngày. Nhưng lạ thay, điều đó chỉ nung đốt cô thêm và đem lại cho cô một khoái cảm kỳ lạ. Đôi mắt lạnh lùng của Naoe chăm chú sờ nắng thân thể cô nghĩ thầm, khác nào khi đang mổ. Nhưng rồi dần dần cô cũng quen với những cái kỳ quặc của Naoe, và chỉ về sau khi còn lại một mình, nhớ lại cái nhìn tỉnh táo và chăm chú của anh, cô mới đỏ mặt lên vì hổ thẹn. Noriko thức dậy muộn, cô tỉnh dậy vì cánh tay trong khi ngủ đặt ở một tư thế không thuận. Bị tê, cô từ từ ngẩng đầu lên, Naoe đang nằm quay lưng về phía cô đọc báo. Noriko choàng dậy, giơ những áo sống dứt bừa giữa sàn nhà chạy vào buồng tắm. Trong thân thể cô vẫn còn vương lại cái cảm giác mất trọng lượng ngọt ngào, như thể cô đang bước trên mây. Noriko nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt cô thường không biểu hiện một cái gì rõ rệt, bây giờ đang ném ra những tia sáng long lanh. Khi Noriko ra khỏi buồng tắm, Naoe vẫn nằm ở tư thế cũ, đọc một cuốn sách tiếng châu Âu. Pha trà anh nhé, Noriko gợi ý. Naoe gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách. Noriko đổ nước nguội trong bình trà ra, rồi rót nước sôi vào. Naoe mỉm cười đứng dậy khoác chiếc áo pyjama màu xanh đậm. Tự nhiên muốn ăn cái gì? Em đi nấu nhé. Noriko cuống quýt, nấu làm gì mất công. Naoe nhăn mặt,
Bảo họ mang sushi đến thì hơn. Noriko ra phòng ngoài gọi điện nhà hàng rồi quay vào nhìn thấy Naoe đang ngồi dùi đầu vào đọc sách. Sau khi thỏa mãn được dục vọng biến thành một con người hoàn toàn khác, Noriko hơi tức, biết làm thế nào để lay chuyển Naoe. Cô suy nghĩ rất lung tung để tìm ra một đề tài có thể hấp dẫn Naoe. Em nghe nói cụ Ishikura sắp được mổ phải không? Ừ. Kobashi nổi khùng lên khi nghe nói như vậy. Bây giờ Naoe mới rời cuốn sách, nhận thấy anh phải ứng phó. Tuy là một cách yếu ớt như vậy, Noriko vững tâm hơn. Bác sĩ nội khoa Kawahara cũng nghe nói là chuyện này không thể nào hiểu được. Sao vậy? Vì phẫu thuật chỉ làm cho cái chết gần lại. Naoe vẻ chán chường, đút một điếu thuốc vào miệng. Noriko vội quẹt diêm. Anh mổ ông cụ để làm gì? Naoe bỏ câu hỏi ngoài tai, lại cúi đầu đọc sách. Nếu anh đã không muốn trả lời thì không có cái gì có thể làm cho anh thốt ra một tiếng. Biết rõ điều đó, Noriko đành rút lui. Cô thở dài đứng dậy. Noriko vốn quen sạch sẽ, không chịu nổi sự lộn xộn dù nhỏ đến đâu, cho nên mỗi lần đến nhà Naoe, cô đều lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Cứ 3 ngày một lần, bà già giữ cổng lại đến dọn dẹp căn nhà độc thân của Naoe. Naoe thường về khuya cho nên trong nhà cũng không đến nỗi bẩn, nhưng khắp nhà chỗ nào cũng có những cái ly uống rượu chưa rửa và những cái chén có cặn cà phê đọng lại ở đáy. Noriko dơ hết các chén dĩa bẩn đi rửa, còn Naoe thì vẫn dùi đầu và cuốn sách như trước. Anh ấy cứ ngồi đọc, còn mình thì tha hồ mà rửa chén. Noriko phẫn quốc nghĩ thầm, tuy trong thâm trầm cũng chẳng có gì phản đối. Rửa xong, cô tráng lavabo và cầm chiếc máy hút bụi. Anh đứng lên một chút nha. Naoe bực mình ngước mắt lên. Thôi đi, có bẩn gì lắm đâu. Anh thật, bao nhiêu là bụi kia kìa. Rồi không thèm để ý đến những lời phản đối. Noriko cho máy hút bụi chạy. Naoe đầm miễn cưỡng đứng dậy đi ra bao lơn. Qua khung cửa sổ mở rộng, có thể nghe tiếng ồn ào của thành phố vọng lại. Noriko hút bụi thật kỹ dưới đi văn và chuyển sang gầm giường. Sau đó cô lau bàn và trả lại khăn trải giường. Cô cầm tấm chăn lên, dẹp mấy cái gối ra chỗ khác và bắt đầu kéo lại tấm thoa cho thật thẳng. Bỗng nhiên mấy ngón tay cô sờ phải một cái gì cứng cứng, một chiếc kẹp tóc. Noriko đặt nó lên lòng bàn tay, màu đen hình chữ U. Noriko không bao giờ dùng kẹp, cô thích dùng trâm hơn, và không phải màu đen mà là màu xanh. Tay cầm chiếc cặp, cô bước ra bao lơn. Naoe đang đứng quay lưng lại hút thuốc. Cái này của ai? Noriko hỏi. Cô tự kiềm chế. Anh đóng cửa bao lơn và ngồi xuống cạnh bàn. Có một người đàn bà nào đến đây phải không? Người ấy đánh mất cái này. Đánh mất cái gì? À, đồ vật ấy mà. Em rót trà đi thì hơn. Naoe nói giọng giàn hòa. Em tìm thấy ở trong giường đấy. Noriko ném cái cặp lên bàn. Nao im lặng đưa mắt nhìn nó một cái rồi hờ hững quay mặt đi. Ngày mai anh làm ơn bỏ giặt cái thứ chăn mền và áo gối cho tôi nhờ nhé. Cả người rung lên vì giận, Noriko quay mắt vào bếp. Naoe ngồi yên không một tiếng động. Khi Noriko cầm ấm trà đi vào phòng, cái kẹp vẫn nằm ở chỗ cũ. Naoe ngồi xuống dùi đầu vào cuốn sách. Chương 4. Buổi khám bệnh ở bệnh viện Oriental bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Giữa trưa, nghỉ chừng một tiếng để ăn cơm, các nữ y tá đến làm việc vào khoảng gần 9 giờ. Đến giờ họ tập hợp lại một lát để nghe cô y tá trực đêm báo cáo về giao ban, nghe những chỉ thị của y tá trưởng về những công việc ngày hôm nay và nghe thông báo về các kế hoạch. Buổi họp ngắn này thường chỉ mất 10 đến 15 phút. Sau đó các cô gái giải tán, mỗi người chạy một phía đến nơi làm việc. Các bác sĩ thường đến vào khoảng 9 rưỡi. Theo điều lệ chính thức thì họ phải có mặt lúc 9 giờ. Nhưng hầu như không có ai đến vào giờ này. Giả lại, các nữ y tá thường càu nhào khó chịu khi có bác sĩ nào bắt đầu sai bảo này nọ trước buổi họp sáng. Dù sao thì các bác sĩ cũng phải có mặt chậm nhất là 10 giờ sáng, vì đúng 10 giờ bác sĩ trưởng đến. Naoe thường là người đến sau cùng, sau 9 giờ rưỡi và nhiều khi gần 10 giờ. Thường thường vào giờ này, bác sĩ phẫu thuật thứ hai là Kobashi đã bắt đầu khám các bệnh nhân được một lát. Cách đây 2 năm, Kobashi đã kết thúc thời gian thực tập và nhận một chỗ ở khoa phẫu thuật trong bệnh viện của trường đại học. Kobashi làm việc ở bệnh viện Oriental mới được 2 tháng.
Trường đại học phái anh về đây để thực tập thêm nửa năm. Số là phải sau 1 năm làm việc, khi đã thuần tay trong những phẫu thuật đơn giản nhất, thì một bác sĩ trẻ tuổi như vậy mới giúp ích được phần nào cho bệnh viện. Cô bác sĩ biết Naue qua những bài viết trên các tạp chí khoa học và qua những lời nhận xét của các nhà y học. Naue được coi là một bác sĩ phẫu thuật có tài, cho nên mọi người đều kinh ngạc khi thấy ông đột nhiên bỏ trường đại học để chuyển sang một bệnh viện tư. Khi Kobashi được phái vào bệnh viện Oriental, một người bạn ra trường trước anh vài năm đã nói với một giọng đầy ganh tị: "Bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental là một gã lang băm, nhưng ở đây lại có Naoe, cái ông bác sĩ Naoe trước làm việc ở trường đại học ấy. Cậu thật là may mắn cực kỳ, cậu sẽ có thể học hỏi ông ta. So với thân phận của một anh bác sĩ phải rơi vào bệnh viện thành phố vớ vẩn nào, thì đây thật là một diễm phúc." Bản thân Kobashi cũng nghĩ đúng như vậy, anh ước mơ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong khi học hỏi Naoe trong nửa năm trời. Sau mới về được ít lâu, anh đã thấy Naoe khó gần và lặng lẽ đến kỳ lạ. Có, không, ngoài 2 tiếng đó hầu như chẳng thấy ông nói gì hơn. Khi Kobashi tìm cách hỏi thêm một vấn đề gì thêm cho thật cặn kẽ, Naoe thường chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Quá tình trong những cuộc phẫu thuật, Kobashi cũng học thêm được ít nhiều trong khi theo dõi những động tác của ông ta. Nhưng chung quy, chỉ có thế, Naoe không có gì thiết tha trong việc hướng dẫn người bạn đồng nghiệp trẻ đi vào những hiểu biết về những kỹ thuật tinh vi không thấy nói đến trong các sách giáo khoa. Những lần chính Kobashi mổ thì Naoe chỉ im lặng quan sát anh làm. Ông không bao giờ khen hay quở trách Kobashi. Chỉ khi nào anh ta làm sai, Naoe mới buông một tiếng cọc lóc. Không phải thế, Kobashi không tài nào hiểu được, phải chăng Naoe chỉ làm biếng, không muốn mất công hướng dẫn anh ta, hay là ngay từ đầu, ông ta đã coi anh là một người học trò có triển vọng. Trong khi đó, thì Kobashi thậm chí gần như thuộc lòng bản luận án của Naoe, chỉ cần có ai nói, tôi không hiểu người ta tìm thấy gì đặc biệt trong bản luận án này, ai cần đến một công trình nghiên cứu cái màu ly phân của thận nhân tạo, là Kobashi lập tức nổi sùng. Phương pháp này đang được ứng dụng rộng rãi không chỉ ở Mỹ mà cả ở Cộng hòa Liên bang Đức và ở Pháp. Công trình của Naoe cực kỳ chính xác. Những chương trong luận án có đề cập đến những vấn đề phẫu thuật thì Kobashi đều có thể nhắm mắt đọc lào lào. Anh hết sức khâm phục những trí thức uyên bác cũng như cái nghệ thuật điêu luyện của Naoe. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể khoét được một đột phá khẩu trong bức tường cách biệt mà ông ta đã dựng lên xung quanh mình. Chỉ cần bước một bước thôi qua cái vách ngăn cấm, thì một cánh cửa vô hình đã lập tức đóng sập lại ngay trước mũi anh. Thật là một con người kỳ quặc, Kobashi băn khoăn tự nhủ, dĩ nhiên là có thể tìm cách giải thích tất cả những điều đó bằng cái tính cách xấu bụng và khó tính của Naoe. Nhưng cách giải thích này không thể làm Kobashi hài lòng. Có lẽ sở dĩ như vậy chẳng qua là vì ông ta với mình học trong những trường đại học khác nhau chăng? Kobashi loay quay trong những phỏng đoán tương tự. Nhưng có một lần, một người quen của Naoe đến bệnh viện tìm ông mượn một số tài liệu gì đấy. Trước kia hai người cùng học một lớp với nhau, thế mà Naoe vẫn tiếp người bạn đồng nghiệp với một thái độ không kém lạnh lùng một chút nào. Người ấy nói, Naoe tiên sinh đã thay đổi rất nhiều, rồi dỗ dàng cáo từ. Như vậy nghĩa là Naoe lạnh nhạt không phải riêng gì với Kobashi. Tại sao Naoe bỏ trường đại học đi nơi khác? Điều đó Kobashi không thể nào hiểu được. Thế nhưng rõ ràng là nếu không giải được bài tính đố này, thì không thể nào khám phá được những nguyên nhân bí ẩn của thái độ lạnh lùng khép kín của Naoe. Những nguyên nhân thật sự của thái độ ấy thì không ai biết được, dù là người bạn học kia hay là bác sĩ trưởng, hay là người chị của ông cũng vậy. Có một cái gì không ổn ở đây, Kobashi nghĩ như vậy, ở phía sau cái mặt nạ thường ngày với vẻ đẹp lạnh lùng của nó. Hình như cố che giấu một gương mặt hoàn toàn khác mà những người xung quanh không thể hay biết. Và có lẽ chính điều đó làm Kobashi suy nghĩ lao lung, chính điều đó thu hút anh như một chất nam châm.